Rồi, hello hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi, nay em có một cái bộ chìa khóa dòng hàng bãi Nhật nha anh em ha. 2 4 6 8 9 cây anh em. Thì em cũng đọc thông số cho từng số từ bộ từ nhỏ tới lớn nha anh em ha. Nhỏ nhất hình như là 10 anh em. Nhỏ nhỏ lại. 10 nè, chìa khóa đầu tiên là 10 12 nha. 11 13 12 14 14 17 17 19 19 22 anh em ha. Nhật ha. Rồi 22 24 nè. 19 24 nè. 17 21 nè. Rồi bộ này bán cho anh em là 350.000 nha. 350.000 chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Phí vận chuyển cái này chắc tầm 30.000 anh em ha. Đó, anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề. Mấy cái này mấy cái mắt mẹ xài biết nào hư nó anh em. Chìa khóa này xài biết chừng nào mới quát cái mấy cái khới này. Chỉ có bộ này chỉ có là xài mắt thì thôi chứ biết nào hư nó. Đó, bãi Nhật hết nha anh em, bonsai rồi eagle, lôi tiêu thép không rỉ, super, đủ thứ các kiểu ha. Rồi 350.000, tiền phí nó là 30.000 anh em ha. Anh em chuyển khoản thì chuyển em 380 đi, em bao ship nha.